Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Ất Tỵ tức can sinh chi, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa, kỷ tuổi Kỷ Hợi, Tân Hợi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Tỵ lục hợp với thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất và Bính Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như Thao sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Ích Hậu tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Về các sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Huyền Vũ, kỵ về an táng, sao Lôi Công, xấu đối với, xây dựng nhà cửa, sao Ly Sàng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày sẽ gặp được nhiều điều may mắn đưa tới. Trong ngày này, bạn tuổi Tý đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được sự tự tin để thể hiện bản thân mình, không nề hà bất kỳ thách thức hay là sự cạnh tranh từ bất kỳ ai cả. Và ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, chính sự quyết liệt hiếm thấy của bạn không những khiến cho người khác vô cùng cảm thấy bất ngờ, nể phục mà còn mang lại cho bạn rất nhiều thành quả khả quan nữa. Điều này rất tốt cho chặng đường trong tương lai của bạn, vậy nên bạn hãy cố gắng duy trì phong độ hiện tại của mình bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ gây ra những nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm của bạn. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là đừng có nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng, thậm chí là không chỉ chuyện tình cảm, trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống với bạn đều phải thực tế hơn, nếu không thì bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nữa đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, sự chủ động sẽ mang tới cho bạn có được sự may mắn trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy có sự tự tin để thể hiện bản thân mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa không nề hà bất cứ thách thức hay là sự cạnh tranh nào. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, sự quyết liệt,
nhận được sự nể phục từ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, đừng có nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 78, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu trợ mệnh, cho nên với bạn tuổi Sửu đang được báo hiệu tài lộc của bạn tăng tiến không ngừng. Và trong ngày này, đối với những người làm kinh doanh buôn bán có được các tinh trợ lực, cho nên làm ăn buôn bán ngày càng phát tài phát lộc, cơ hội kinh doanh mở rộng quy mô đang tìm đến với bạn nữa. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, đối với những người làm công ăn lương, nếu như bạn biết nắm bắt được cơ hội thì có thể kinh doanh những lĩnh vực ở bên ngoài, các ngành nghề khác, và bạn chuyên tâm phát triển sự nghiệp sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về nhà khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ, và nhân cơ hội này bạn cũng nên chuẩn bị những kế hoạch tiếp về tài chính cho mình nữa nhé. Lại thêm, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm nhận được hơi ấm của tình yêu cùng vì ngọt của hạnh phúc lứa đôi đến với mình. Đừng có chần chừ, e ngại mà hãy mở lòng đi bạn tuổi Sửu. Hãy cứ tự tin rằng bạn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có đường tài lộc tăng tiến không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy làm ăn buôn bán phát tài, có được cơ hội mở rộng về quy mô. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cứ chuyên tâm phát triển sự nghiệp sẽ nhận được kết quả tốt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nên chuẩn bị tiếp những kế hoạch về tài chính. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc cảm nhận được hơi ấm và vị ngọt của tình yêu. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 98, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp phải ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ làm cho bạn đang có điểm báo gặp phải một số rắc rối trong công việc của mình. Và ngày này với bạn tuổi Dần sẽ phải đưa ra những lựa chọn khá là khó khăn, và chắc chắn với bạn không được phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào nhé. Thời điểm này, thay vì quan tâm tới những chuyện của người khác, bạn hãy tập trung làm tốt công việc của mình thì hơn. Khi trong ngày đang có thương quan chiếu mệnh có thể sẽ khiến cho bạn mất đi sự tập trung hay lo chuyện bao đồng, cho nên cũng rất dễ để xảy ra sai sót, phạm phải sai lầm. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp ngày có mộc sinh xuất cho hỏa. Điều này cảnh báo cho cái chuyện tình cảm của các cặp đôi rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau chính là cơ hội tuyệt vời để cho kẻ khác có cơ hội chiếm đoạt hạnh phúc của bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy phải đưa ra những lựa chọn khá là khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa chớ quan tâm tới những chuyện của người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ dễ xảy ra sai sót do lo chuyện bao đồng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc không được phép phạm phải bất kỳ sai lầm nào. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, các cặp đôi có nguy cơ đối mặt với kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11,
số 73, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày có tài khí khá vượng nhờ có được sự xuất hiện của thực thần chiếu mệnh, nhất là những người làm kinh doanh, buôn bán thì càng thêm phần thuận lợi. Hàng hóa tiêu thụ khá là mạnh, bạn cũng yên tâm phần nào. Và ngày này, thần tài may mắn nằm ở hướng phía Tây Bắc, đây cũng là hướng có lợi cho các hoạt động về cầu tài, khai trương, dễ phát tài, phát lộc lắm bạn tuổi Mão nhé. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão á, cát khí trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Bản mệnh có tinh thần trách nhiệm và động lực để hoàn thành mọi công việc được giao, giành được lời khen ngợi của cấp trên và được mọi người ủng hộ và ngưỡng mộ nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất, điều này có thể sẽ gây ra một vài xáo trộn trong mối quan hệ tình cảm của hai người. Nhưng rất may, mọi chuyện sẽ được giải quyết khá là nhanh nên không quá ảnh hưởng tới tình cảm lứa đôi. Điều này cũng nhắc nhở bạn tuổi Mão nên dành thêm thời gian quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, người kinh doanh buôn bán có một ngày vượng về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, yên tâm vì hàng hóa tiêu thụ khá là nhanh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, hoàn thành công việc được giao nhờ tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm có vài xáo trộn nhưng không đáng lo ngại. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, điều này sẽ giúp mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho bạn trong ngày hôm nay. Và chẳng cần một ai phải nhắc nhở bạn, tự bản thân bạn cũng có thể tìm được hướng đi phù hợp và tạo được lợi thế riêng cho mình hơn hẳn so với những đồng nghiệp khác. Với bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, ngày càng yêu công việc của mình, muốn cống hiến hết mình để công việc có thể đạt được hiệu suất tối đa. Bạn hãy cứ cố gắng nỗ lực hết mình như vậy, chắc chắn cấp trên cũng sẽ để mắt và công nhận, dành cho bạn những cơ hội để phát triển xứng đáng hơn nữa. Tương lai với bạn sẽ được thăng chức, tăng lương nữa đó nhé. Ngày này, bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, báo hiệu cho bạn cái chuyện tình cảm đang rất tốt đẹp. Nếu như bạn đang còn độc thân, có người mai mối cho bạn, gặp được đối tượng ưng ý. Và tại thời điểm này, bạn cũng đã chủ động hơn và có ý kiến riêng, nên sự dẫn dắt kia cũng chỉ mang tính chất là xúc tác từ bản thân của bạn sẽ biết cách phát triển mối quan hệ mà mình có được cơ hội như thế này nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có nhiều cơ hội phát triển bằng hướng đi riêng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ tự tạo được lợi thế cho riêng mình hơn hẳn người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc muốn cống hiến hết mình để cho công việc đạt được hiệu suất tối đa. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, sự nỗ lực hết mình sẽ được cấp trên công nhận xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy được mai mối, gặp được đối tượng ưng ý. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 272, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân.
Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn càng ngày càng khởi sắc không ngừng. Và càng về cuối năm, bạn lại càng có nhiều may mắn khi tìm được cơ hội để kiếm tiền khá dễ dàng qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè. Và đó gần như đều là những cơ hội 10-10, cho nên với bạn tuổi Tỵ, đừng có bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc nhé. Sự nghiệp của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này đang ở vào giai đoạn ổn định, công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để cho bạn thể hiện được bản thân mình, cũng như là tài năng tiềm ẩn mà trước đây chưa có dịp để trổ tài. Bạn cần phải cố gắng thể hiện mình thật tốt để ghi điểm trong mắt cấp trên, lãnh đạo hay là được bạn bè công nhận nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, cho nên về tình hình sức khỏe của bạn lại không được khả quan cho lắm. Với bạn tuổi Tỵ nên tránh làm việc quá sức và sinh hoạt điều độ để giữ cho thân thể của mình luôn khỏe mạnh. Bạn cũng nên chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng cho bản thân mình nữa. Và câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc của bạn càng ngày càng khởi sắc không ngừng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, càng về cuối năm lại càng có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nhiều cơ hội thuận lợi qua sự giới thiệu của người quen. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, sự nghiệp ở giai đoạn ổn định, tiến triển như mong đợi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, nên tránh làm việc quá sức để bảo vệ cho sức khỏe của bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 56, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội vượng khí. Điều này sẽ báo hiệu cho bạn khá là vượng vận về quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương sẽ giúp cho bạn nhận được sự ủng hộ và đề bạt của cấp trên, ngay cả cấp trên cũng dốc lòng ủng hộ cho bạn. Không phải lúc nào cơ hội cũng như vậy, cũng có sẵn, cho nên với bạn tuổi Ngọ đừng có hấp tấp vào lúc này nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, những gì mà bạn đạt được trong hôm nay không chỉ đến từ may mắn mà quan trọng hơn là năng lực làm việc của bản mệnh luôn có được sự vững vàng. Bạn nắm vững được chuyên môn cho nên có lợi thế về cạnh tranh. Bạn không đạt được thành công dễ dàng nhưng từ từ leo lên vị trí cao bằng chính năng lực của bản thân mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Điều này cảnh báo cho bạn nên chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Trong ngày này, bạn tuổi Ngọ nên tránh những chuyện có thể gây kích động cho mình, ảnh hưởng tới chức năng của tim mạch. Nhìn chung, bạn phải cố tiết chế về cảm xúc, kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, tránh nóng nảy, bực bội ở trong người mà khiến cho sức khỏe của mình bị xấu đi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, vượng vận về quý nhân, làm gì cũng có được sự suôn sẻ. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, nhận được sự ủng hộ, đề bạt của tập thể. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đạt được thành quả nhờ vào năng lực vững vàng của bản thân. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nắm vững về chuyên môn cho nên có lợi thế về sự cạnh tranh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nên chú ý chăm sóc sức khỏe, tránh bị kích động. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 47, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân trở nên cực kỳ là đào hoa trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ vào những tác phong độc đoán của mình. Tuy nhiên, nếu như bạn quyết định đến với ai đó ngay thì đừng quá vội vàng nhé. Và trong ngày chủ nhật này, đối với những người đã lập gia đình, có một ngày rất bình yên, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng và tâm sự với người ấy. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, tin rằng hai vợ chồng bạn sẽ luôn cùng nhau đối diện với những khó khăn, mọi vấn đề trong cuộc sống nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này cho thấy trong công việc bạn là người có khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với mọi vấn đề xảy ra. Và đây cũng chính là điểm mạnh bạn cần được phát huy nếu như muốn tăng tiến, lấy lòng được mọi người, được cấp trên nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy có được cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định, tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với vấn đề, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc vợ chồng đồng lòng khắc phục được khó khăn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tỵ thân nhị hợp. Điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều sự may mắn về phương diện tài lộc. Với bạn bỏ công ra sẽ ắt thu được kết quả về. Bạn đầu tư lớn thì chưa có thành tựu ngay, nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt, nhanh chóng có thu nhập khá về cho mình. Và lúc này, bạn cũng nên dành một khoản để tích lũy, mua các tài sản có giá trị để đảm bảo cho tương lai, chứ đừng có tiêu hết hoặc là đầu tư toàn bộ bạn tuổi Thân nhé. Ở phương diện công việc cho thấy, với bạn tuổi Thân, bạn có được sự đam mê và trách nhiệm với những công việc mà mình đang làm. Bạn luôn cống hiến hết mình vì những điều xứng đáng và bạn có khả năng ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, cho nên không có vấn đề nào có thể làm khó bạn được vào lúc này. Tuy nhiên, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có hỏa kim xung khắc, cho nên cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có dấu hiệu bị sa sút khá rõ. Điều mà bạn mong muốn có thể sẽ khác với thực tế, đối phương cũng không đủ tinh tế để nhận ra và tâm sự với bạn. Điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy bị tổn thương vì sự hờn giận của người ấy. Với đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy gặp nhiều may mắn về tài lộc, bộ công ắt sẽ được hưởng. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa đầu tư nhỏ rất có khả quan, nhanh chóng có thu nhập. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nên dành một khoản để tích lũy cho tương lai. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc luôn cống hiến hết mình vì những điều xứng đáng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim tình cảm có dấu hiệu bị sa sút. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 30, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của bản thân mình.
Với bạn tuổi Dậu, sự quyết đoán có thể sẽ giúp cho bạn trở thành người dẫn dắt người khác, giúp cho cả tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi nữa. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng cần phải chú ý tới thói quen ăn nói, cư xử quá mức thẳng thắn của mình. Dù đứng ở vị trí lãnh đạo đi chăng nữa, và khi có ý định phê bình ai đó, bạn mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển giúp cho người nghe dễ dàng tiếp thu hơn nhé. Cũng trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, đang gặp ngày có họa khắc với kim, điều này sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với con cái lại không được hài hòa cho lắm. Có thể là vì bạn luôn áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt con trẻ phải nghe theo, và bạn cần phải học cách lắng nghe con trẻ nhiều hơn, bởi khoảng cách giữa các thế hệ là do chính bạn tạo ra, mà nguyên nhân này khiến cho đôi bên càng ngày càng mâu thuẫn hơn đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa tập thể đi tới thành công. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, chinh phục được lòng tin của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, cần phải chú ý sử dụng từ ngữ uyển chuyển, không nên làm tổn thương người nghe. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chưa thật sự thấu hiểu con cái, quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, không nên áp đặt quan điểm của mình cho người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 57, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy trên phương diện sự nghiệp của bạn đang nhận được nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí cát lành trong ngày hôm nay. Và ngày này, bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho mọi khó khăn sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Với bạn, thể hiện được bản lĩnh cũng như là khả năng để vượt qua những khó khăn, trở ngại, cản bước bạn đang tiến tới thành công nữa nhé. Tuy nhiên, với những thành quả mà bạn đạt được tới ngày hôm nay không phải dễ dàng có được, bản mệnh cũng phải đánh đổi bằng nhiều công sức và tâm trí, tập trung hết sức mới có được sự thành công như vậy. Vậy nên, bạn hãy chắc chắn nhắc nhở bản thân mình đừng có bao giờ ngừng cố gắng vì một tương lai rực rỡ hơn ở phía trước. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, điều này sẽ làm cho bạn càng tăng thêm niềm vui cho bạn trong ngày hôm nay. Và hôm nay là cơ hội để cho những người đang còn độc thân thể hiện được sức hút của mình. Bạn hãy chăm chút vẻ bề ngoài cho mình nhiều hơn, chủ động nắm bắt cơ hội, như vậy sẽ không phải lo không gặp được người thương yêu của mình chân thành dành cho mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, mọi khó khăn đều được giải quyết nhanh chóng. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ thể hiện rõ được bản lĩnh, khả năng vượt trội của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, thành công đạt được đều từ những nỗ lực trong quá khứ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, đừng có bao giờ ngừng cố gắng vì một tương lai rực rỡ ở phía trước. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, người độc thân có được cơ hội thể hiện sức hút của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động từ cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi, điều này sẽ làm cho tinh thần của bạn có phần bị sa sút vì những lo nghĩ trăn trở trong ngày. Với những mâu thuẫn bùng nổ khiến cho gia đạo bất an, trong nhà chữ tỏa ngoài rõ đã thông, khiến cho bản mệnh không quản tâm trí đâu mà làm việc gì cả. Nhưng dù trong lòng có nỗi giông bão ra sao,
bản mệnh vẫn nên thể hiện sự trách nhiệm và chuyên nghiệp của mình trong công việc. Đừng có để cho những việc bên lề ảnh hưởng tới việc của cả tập thể, không chỉ bạn mà còn rất nhiều có thể sẽ phải chịu tác động liên đới nữa. Vậy nên với bạn tuổi Hợi, bạn hãy tự chấn chỉnh lại bản thân mình, nhanh chóng dốc lại tinh thần làm việc đi bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, có vẻ như bạn đang cảm thấy khá là mệt mỏi và uể oải. Vậy thì hãy tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao hoặc là gặp gỡ một vài người bạn mà bạn có thể cảm thấy thoải mái trút bầu tâm sự. Như vậy, bạn sẽ được mọi người xung quanh truyền năng lượng để cho bạn giải tỏa những sự căng thẳng, năng lượng tiêu cực hiện tại ở trong người nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, tinh thần có phần sa sút vì những lý do lo nghĩ trăn trở. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, mâu thuẫn bùng nổ khiến cho gia đạo bất an. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nên thể hiện sự trách nhiệm và chuyên nghiệp trong công việc. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim cần phải chấn chỉnh lại bản thân nhanh chóng, dốc lại tinh thần. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy có thể gặp gỡ bạn bè để thoải mái trút bầu tâm sự. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 96, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!